Doanh nghiệp này chính thức đưa vào khai thác nguồn điện mặt trời áp mái từ tháng 5 năm 2019. Dự án có công suất là 6 kWh với tổng mức đầu tư gần 200 triệu đồng. Trong đó nguồn hỗ trợ từ chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của thành phố là 100 triệu đồng. Tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2019, tổng điện năng thu được từ pin mặt trời áp mái của dự án này là 3.052 kWh. Nếu tính theo giá điện bình quân sử dụng của doanh nghiệp, số tiền tương đương thu từ nguồn điện mặt trời là hơn 6 triệu đồng. Trên biểu đồ theo dõi, bức xạ nhiệt của tháng cao điểm nhất là tháng 7 với tổng điện năng 721,8 kWh. Tương đương tháng đó, doanh nghiệp giảm được hơn 1 triệu đồng tiền mua điện năng. Trên tổng thể, con số này là rất nhỏ so với chi phí năng lượng của doanh nghiệp này, một tháng lên tới từ 1 đến 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, lý do doanh nghiệp này triển khai dự án là muốn đánh giá được khả năng khai thác nguồn năng lượng mặt trời áp mái. Cũng đã dùng được cho khu vực văn phòng và cái khu nhà ăn tập thể của công nhân thì nói chung là cũng có hiệu quả. Thấy hiệu quả mà cũng giảm bớt được một phần nào về cái hòa điện lưới chung. Nhà máy chúng tôi thì cũng đang là trên đà phát triển và cũng đầu tư các cái trang thiết bị máy móc hay nhà xưởng. Thế nhưng mà được cái sự hỗ trợ của cái bên nhà nước mà về với cái tiết kiệm điện này cùng với lại doanh nghiệp thì doanh nghiệp chúng tôi cũng sẵn sàng là đầu tư cùng để mà phát triển cái này để giảm thiểu được cái điện lưới. Tại khu vực hộ gia đình, năng lượng mặt trời cũng đã được cân nhắc để đầu tư. Thay vì đầu tư quy mô lớn không thể hòa lưới điện do quá tải như tại khu vực miền Nam, các dự án mặt trời áp mái phân tán được xem là giải pháp hiệu quả cho các khu vực dân cư tập trung. Khi mà tôi quyết định đầu tư cái pin năng lượng mặt trời áp mái thì tôi kỳ vọng rằng là nó sẽ giảm được cái hóa đơn tiền điện hàng tháng, cũng đã thấy có hiệu quả nhất định. Tuy nhiên là nó vẫn chưa được như là kỳ vọng. Thật ra thì trong quá trình triển khai cái vướng mắc cái thủ tục lắp công tơ hai chiều, hợp đồng mua bán điện với lại điện lực ấy, thì là để ký được nó cũng là một cái còn một khoảng cách nó phải ký được nó.